Rồi hôm nay thì mình sẽ làm cái video mình hướng dẫn cám phối trộn cho nái nha các bạn. Đây đàn heo của mình không còn nhiều nữa các bạn ơi. Cái đàn này không bao lâu nữa là khách bắt rồi nè. Đó, cái đàn bên đây. Thì hôm nay thì mình tranh thủ mình làm cái video ủ cám cho heo nái ăn để cho mình tiết kiệm chi phí so với cám công nghiệp nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem gồm những nguyên liệu để mình chuẩn bị mình làm cám ủ cho nái ăn. Ở đây là bắp nè các bạn. Bắp này thì mình xay nhuyễn, xay mịn ra để mình ủ cho heo nó dễ hấp thu cái đường tiêu hóa nó các bạn. Còn ở đây là tấm nhỏ nè các bạn. Tấm này thì mình cũng xay nhuyễn ra, xay mịn ra giống vậy nè, để mình cho heo dễ hấp thu hơn. Rồi ở đây nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị giúp mình. Thứ nhất là bắp. Thứ hai là tấm gạo nhà máy. Thứ ba là cám chà nhà máy nha. Thứ tư là mật kỷ đường. Thứ năm là men. Men thì có hai loại, các bạn dùng một trong hai loại này nha. Đây là men gốc dạng nước rồi. Còn ở đây là men dạng bột. Các bạn dùng một trong hai loại thôi. Các bạn ủ 50kg cám là dùng 2-3 lít mật kỷ đường. Và men này thì chúng ta dùng 1,5 lít. Còn NN1 này thì cái đây là cái gói 1kg. Thì chúng ta dùng 250g ủ cho 50kg cám nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình ủ. Trước tiên mình ủ thì mình sẽ pha men với mật kỷ đường để cho các bạn coi, để các bạn biết để các bạn pha nha. Rồi ở đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha men trước nha. Các bạn dùng men nước thì các bạn chuẩn bị cho mình là 20 lít nước, 3 lít mật kỷ đường và 1,5 lít men. Các bạn bỏ mật kỷ đường vô nước rồi các bạn quậy đều rồi các bạn mới đổ men vô. Rồi các bạn tiến hành các bạn ủ. Đối với trường hợp mà các bạn dùng men bột giống vậy nè thì 250g, 250g á, các bạn pha cho 20 lít nước, 3 lít mật kỷ đường. Các bạn cũng sử dụng giống như là lần các bạn cũng sử dụng giống như là pha cách nước luôn, nước rồi bỏ mật kỷ đường vô, rồi bỏ men này vô. Khác một cái là các bạn bỏ thêm một nắm cám, một nắm tấm, một nắm bắp. Các bạn để trong thùng đó các bạn quậy đều rồi để 2 tiếng sau thì các bạn mới tiến hành các bạn trộn nha. Còn men nước thì các bạn trộn luôn. Đây nè các bạn, men NN1 nha. Cái gói này 1kg thì chắc khoảng 60-65 ngàn 1kg á, các bạn ra cửa hàng mua nha. Thường thường ở đây á, mỗi lần ăn là mình cho 8kg nguyên liệu và mình trộn thêm bả đậu bả bia cho 15 nái ăn. Cứ 2kg nguyên liệu á, thì mình sẽ đổ vô 1 lít nước, là mình trộn 8kg nguyên liệu là mình sẽ đổ 4 lít nước để mình trộn cho nó đều, tại vì mình trộn tay. Còn các bạn trộn máy á, thì các bạn có thể là đổ 3 lít nước là các bạn trộn cho nó đều được rồi. Để trộn tay á, thì các bạn cần hơi nhiều nước xíu để các bạn trộn cho nó đều. Các bạn đừng có để nhiều nước quá mà cũng đừng để nước ít quá. Nhiều quá các bạn trộn nặng tay và trộn nó cũng khó các bạn. Vừa tầm là đủ rồi. Không cần nhiều cũng không cần ít. Các bạn lưu ý nha, các bạn trộn máy có thể là đổ 2,5 lít, 3 lít. Còn các bạn trộn tay các bạn đổ 4 lít cho 8 kg nguyên liệu. Rồi bây giờ mình sẽ cân nguyên liệu của mình để cho các bạn nắm nha. Còn nguyên liệu là cân mỗi cái là bao nhiêu. Nguyên liệu á các bạn là tấm là 2kg, bắp 3kg và cám là 3kg nha, tổng là 8kg. Rồi ở đây thì mình sẽ pha men trước rồi mình sẽ cân nguyên liệu sau nha các bạn. Các bạn chuẩn bị là 20 lít nước, 3 lít mật kỷ đường và 1,5 lít men. Ở đây thì mình chưa xài tới là 20 lít nước, cái thùng này để vô thì nó đầy các bạn. Mình để khoảng chừng 16-17 lít thôi, rồi mình để 2 lít mật kỷ đường và 1,5 lít men. Các bạn để 2 lít mật kỷ đường cũng được, mà các bạn để mật kỷ đường càng nhiều thì nó càng thơm thôi các bạn. Ở đây mình rót ra nha. Rồi xong rồi đó các bạn, bây giờ mình pha men xong rồi đó. Nước, mật kỷ đường và men. Rồi bắt đầu mình trộn đều. Là mình xúc 8kg nguyên liệu là bỏ vô tầm 2,5 lít đến 4 lít nước. Là bắt đầu là mình trộn cho nó đều rồi mình đem đi ủ thôi các bạn. Rồi đối với trường hợp mà men bột các bạn, thì các bạn đã bỏ nước rồi, bỏ mật kỷ đường rồi, các bạn bỏ 250g men vô. Rồi các bạn quậy đều. Các bạn hốt như thế này nè. Một nắm cám nè, bỏ vô. Một nắm tấm bỏ vô, một nắm bắp bỏ vô, các bạn quậy đều. 2 tiếng sau thì các bạn tiến hành trộn nha, để cho ủ lên men rồi các bạn mới trộn nha. Còn bây giờ thì mình dùng men gốc là vô là nó hòa tan luôn rồi, thì bây giờ là mình tiến hành mình ủ luôn. Rồi nguyên liệu nè, đây là 2kg tấm nè.
3 kg bắp nè. Rồi 3 kg cám nè. Tổng là 8 kg. Rồi các bạn trộn đều nha. Rồi các bạn, ở đây là nguyên liệu là 8 kg nè. Bắt đầu là mình trộn đều nha. Ở đây là 8 kg nguyên liệu mình đã đảo đều rồi nè. Mình sẽ để nước vô các bạn. Mình để men vô. Mình sẽ để 4 lít men. 1 2 3 4 Rồi mình cũng đảo đều luôn các bạn. Cho các bạn xem nè, ở đây là mình đã đảo đều rồi nè. Ở đây nó ẩm ẩm ướt ướt thì ỉ nè các bạn. Đó. Mình đã đảo đều rồi nha. Bây giờ mình sẽ bỏ vô trong bọc mình ủ lại. Rồi sau khi mình đã trộn cám ủ xong các bạn, thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái bọc ni lông để các bạn ủ cám nha. Ở đây là cái bọc. Rồi các bạn bỏ cám vô đầy bọc này đi. Rồi các bạn buộc chắc lại, các bạn buộc kín hơi nha. Thì men nó mới lên được nha các bạn. Còn các bạn mà để như vậy, các bạn đậy nắp lại á, thì con men nó không sống được nha, nó sẽ không có lên men nha các bạn. Rồi bây giờ mình để vô nha. Ở đây nè các bạn, sau khi mình đổ vô đây 2 mẻ rồi nè các bạn, thì nó gần đầy rồi. Bây giờ mình sẽ buộc bọc này lại nha. Cái này ủ á các bạn, thì ăn là tính từ ngày mình ủ, thì có thể là để tới 7 ngày luôn nha các bạn. Các bạn cứ ủ nhiều đi, rồi các bạn cứ để cho ăn dần dần, rồi các bạn xem để qua thùng khác. Như các bạn để qua thùng kế bên nè, thì các bạn để từ từ, đâu có cần gấp ngày nào ngày nấy đâu. Các bạn cứ để cho ăn dần dần thôi. Cái này mình ủ xong nè các bạn. Bây giờ mình sẽ buộc lại nha các bạn. Các bạn buộc kín lại nha. Buộc khi mà nó lên men rồi, có thể là nó phồng hơi vậy nè. Thì các bạn để cho ăn dần từ 3 đến 7 ngày. Chứ các bạn đâu có công đâu mà các bạn chờ ngày nào các bạn cũng trộn. Các bạn cứ một ngày các bạn cứ trộn nhiều đi. Rồi để cho ăn 5 ngày luôn cũng được. Rồi sắp hết thì mình trộn thêm cái mới. Các bạn ủ cái này là khoảng dao động là 24 đến 48 tiếng là các bạn cho ăn được rồi. Khi mà nó lên men thì nó có giống như là mùi trái cây lên men nhẹ đó các bạn. Các bạn để càng lâu thì có hơi mùi hơi chua nha. Chứ không phải là nó hư đâu. Nó có mùi chua nhiều nha. Cái phương pháp ủ cám cho nái ăn thì các bạn đơn giản vậy thôi. Mình chuẩn bị là nguyên liệu là mật kỷ đường và men. Rồi bắt đầu là mình pha nước. Mình chuẩn bị là nước, mật kỷ đường và men. Rồi bắt đầu mình pha men xong là mình đổ nguyên liệu vô mình trộn thôi các bạn. Các bạn trộn đi, các bạn ủ dao động là từ 24 đến 48 tiếng thì các bạn cho ăn. Thì các bạn để cho ăn là tính từ ngày ủ thì để tới 7 ngày, 8 ngày cũng được. Các bạn để càng lâu thì men nó phát triển càng nhiều thì nó có mùi... mùi men á các bạn, mùi men trái cây mà nó nhảy về hơi chua chua á, là các bạn để càng lâu á thì nó càng chua, tại vì men nó phát triển nhiều thì tốc độ chua nó nhanh hơn nha. Thì các bạn ví dụ như khác 2 ngày 3 ngày các bạn trộn một lần cũng được. Các bạn trộn ủ một lần 50 kg đi. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Cái nguyên liệu các bạn 8 kg thêm 4 kg nước là nữa là 12 kg. Thì khi các bạn cho 15 nái ăn á thì các bạn phải cân là 12 kg nguyên liệu, rồi các bạn trộn thêm đạm cá và bả đậu bả bia. Rồi cái này đợi cho 24 đến 48 tiếng sau nó lên men á thì mình sẽ trộn rồi cho nái ăn. Để cho các bạn tham khảo coi là nó ăn giống như lời mình nói hay không nha. Rồi hôm nay thì mình trộn nguyên liệu gì đi. Mình đợi ngày mai ngày mốt đi. Rồi bắt đầu là mình cho heo ăn. Thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem quá trình mình trộn nguyên liệu này với bả đậu, bả bia và đạm cá. Thì các bạn thấy kênh của mình hay á, thì các bạn nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn nha. Rồi ở đây nè các bạn, cám mình ủ được khoảng 30 tiếng nè các bạn. Mình đem ra cho ăn sớm để cho các bạn tham khảo luôn nha. Hôm qua mình buộc cái bọc nó sát, hôm nay thì nó có một tí hơi các bạn. Các bạn nhớ dùng bọc chắc nha. Bọc mà kín hơi á thì nó sẽ phì hơi nha các bạn. Khi mà men nó lên á thì nó sẽ có hơi nha. Đó các bạn nhìn thấy cám, màu cám nó đẹp không? Các bạn càng bỏ nhiều mật kỷ đường á thì cám của bạn nó càng hơi đỏ đỏ ửng ửng lên, nó thơm mật kỷ đường lắm các bạn. Cái này á thì mình hôm qua mình bỏ có 2 lít mật kỷ đường nó cũng không có thơm lắm. Mà các bạn có mật kỷ đường nhiều mà giá cả mà phải chăng á thì các bạn cứ bỏ nhiều đi, thơm nó ngon nó ngọt thôi các bạn. Bây giờ mình cân qua nha các bạn. Mình cân 1 mẻ 8 kg, mà hôm qua là mình bỏ là 1 mẻ 8 kg, là mình để 4 lít nước thì mình sẽ cân 12 kg nha các bạn.
Rồi ở đây mình vừa cân 12 kg nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị đạm cá, bả đậu, bả bia để mình trộn cho heo nái nha. Rồi ở đây nguyên liệu mình đã chuẩn bị xong nè các bạn. Đây là nguyên liệu đã ủ rồi nè. Còn ở đây là bả bia nha các bạn. Đây là bả bia nha. Còn đây là bả đậu nè. Đây là đạm cá. Quan trọng là cái đạm cá này nè các bạn. Cái đạm cá này các bạn coi coi nó có chất lượng hay không, nó quyết định con heo của mình nó ốm hay là mập nè các bạn. Còn đạm cá mà không chất lượng á, ăn vô là con heo nó ốm nha. Còn mà đạm cá mà nó đủ đạm, đủ dinh dưỡng á thì phối trộn như thế này á là con heo các bạn nó cũng vừa vừa thôi các bạn, nó không mập quá đâu. Trường hợp mà các bạn cho ăn nhiều thì nó mới mập nha. Còn ăn vừa vừa giống như mình á thì con heo nó cỡ như của mình thôi. Lát nữa mình quay heo cho các bạn xem. Ở đây mình chuẩn bị là 8 kg, ở đây mình chuẩn bị 8 kg nguyên liệu ủ nè, 5 kg bã bia, 5 kg bã đậu, 1 kg đến 1 kg 2 đạm cá nha các bạn. Trộn một lần như vậy đó là cho 15 nái ăn nha. Rồi bây giờ mình bỏ đạm cá vô mình trộn trước. Cái này mình phải phân ra 2 thau mình mới trộn được các bạn. Còn 1 thau như vậy nó đầy lắm mình trộn không được đâu. Mình đã chuẩn bị nguyên liệu xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ đạm cá vô mình trộn trước nha. Đạm cá này rất là bụi luôn các bạn. Rồi cái này sau khi mình đã trộn đều rồi á, mình sẽ chia ra 2 thau, mình trộn còn chút mình dồn lên 1 thau. Các bạn thấy không? Ở đây 8 cái nguyên liệu với 4 lít nước nữa là nó muốn đầy cái thau rồi là không có thể nào mà trộn được, mình sẽ chia làm hai thì mình mới trộn được nha. Mình sẽ bỏ qua bên đây 2,5 kg bã đậu và 2,5 kg bã bia. Rồi còn bao nhiêu thì mình đổi ở đây nha. Bây giờ mình trộn chỗ này trước đi. Rồi bây giờ 2 thau mình đã trộn đều nữa các bạn, bây giờ mình dồn lại 1 thau rồi mình đẩy đi cho nái ăn nha. Đó 1 thau quá trời luôn các bạn ơi. Đây nè các bạn. Rồi bây giờ cám mình trộn chung với đạm cá, bả đậu, bả bia. Bây giờ mình trộn xong rồi. Bây giờ mình tiến hành cho nái ăn. Thôi các bạn nhìn xem là nái của mình nó ăn ngon hay không nha các bạn. Mình cho ăn cái này là được khoảng 6 tháng rồi đó các bạn. À, heo của mình khoảng chừng 3 tháng nay nó đẻ là vẫn bình thường ok nha. Heo vẫn đều và đẹp nha các bạn. Rồi bây giờ mình đi cho heo nái ăn. Rồi đây nè các bạn, mình đã đẩy cám ra xong rồi nè các bạn. Đó. Ủng đi ở ngoài riêng nha các bạn, dép mang trong chuồng riêng nha. Đó đây heo của mình nè. Để mình quay sơ lược cái đàn nái cho các bạn xem nha. Ở đây có mấy cái máng nó ủi sức rồi, mình chưa có đi mua cái máy hàng về hàng nữa các bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cho nó ăn nha các bạn. Mấy con này nó ủi máng ra rồi, giờ tạm thời mình cho nó ăn một dọc quay cho các bạn xem luôn. Nó la quá trời la các bạn ơi. Để mình xúc cám cho nó ăn trước đi. Đây nè các bạn, một con sẽ cho nó ăn một gạo nha các bạn. Đó mấy con này cho ăn với nền luôn nè. Hiện tại là mình đã đổ cho heo mình ăn xong rồi nè các bạn. Một con một gạo nó im hết rồi nè. Đó mấy cái máng này nó hư, mình chưa có mua máy hàng nên mình cho nó ăn đỡ với nền vài ngày nha. Là nó ăn uống hết luôn rồi nè. Đó bên đây. Đó, con này nó ăn cũng hết luôn nè, có mỏ kìa. Nè các bạn thấy không? Ăn bình thường nha các bạn, nó cái này mình không có úp máng lại luôn, mình cho nó ăn với nền luôn để mình quay phim cho các bạn xem luôn nha. Một con một gạo và ăn hết luôn rồi nè.
Và cái phần dư còn lại á, thì mình để xuống cái phần dư còn lại thì mình đổ cho nó ăn thêm. À, có một con nó nhảy xuống sàn rồi nè các bạn. Đó. Bên đó cái bầy bên đó mình tách bầy rồi, làm nó ủi cái máng kìa. Kìa. Qua mấy cái bầy heo con này coi. Coi nè, coi nó ủi nè các bạn. Văng nắp hết rồi. Đó, nó nè, nó nằm trên nè, nó đi xuống rồi nè. Đây mấy bầy heo con nè. Rồi đó các bạn, hiện tại là mình đã hoàn thành quá trình cho ăn cám phối trộn cho heo nái nha các bạn. Tiết kiệm chi phí nha, một ngày dao động từ 17 đến 20 ngàn các bạn. 20 ngàn là con heo nó ăn ngon, nó ăn no, ăn đầy bụng luôn á, không có đói luôn á. Còn đối với trường hợp mà nguyên liệu của các bạn á, thì phụ thuộc vào cái nguồn nguyên liệu của các bạn mà cái chi phí của mình nó thấp hay rẻ nha. Tại vì chi phí của mình đó các bạn là bắp này kia đồ á, giá nó cao lắm, nên chi phí của mình nó đội lên. Thì các bạn cứ cho 15 nái ăn đi, 8 kg nguyên liệu, 8 kg cám phối trộn mình ủ xong rồi trộn thêm 5 kg bã đậu, 5 kg bã bia, cứ sáng một cử chiều một cử thì heo của mình nó sẽ đồng đều thôi các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy heo của mình đi, các bạn quan sát heo của mình thử đi, nó đều do à, nó không có ốm mà nó cũng không có mập nữa, nó goi vậy đó các bạn. Rồi mình chúc các bạn áp dụng cái phương pháp của mình được thành công nha. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình.